Em Huy xin chào tất cả quý anh chị khách hàng của Trung Tư Auto. Bên em thì mới gia hạn chương trình khuyến mại 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 7 năm 2024 anh chị ạ. Vì vậy là hiện tại anh chị mua bất kỳ sản phẩm xe gầm cao nào đang có tại Trung Tư Auto Hà Nội thì bên em đều khuyến mại lệ phí trước bạ, nên giá xe đang rất là tốt anh chị nhá. Ngày hôm nay em sẽ cập nhật giới thiệu cho anh chị những sản phẩm xe gầm cao mới về cửa hàng Trung Tư Auto Hà Nội. Cùng với đó là sẽ di chuyển vào phía bên trong giới thiệu thêm cho anh chị những sản phẩm xe đang có. Anh chị quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho số hotline của Trung Tư Auto, số điện thoại trên màn hình đấy ạ, để bên em có thể hỗ trợ và tư vấn cho anh chị một cách nhanh nhất. Đầu tiên em xin giới thiệu cho anh chị về sản phẩm Toyota Fortuner, một chiếc xe sản xuất năm 2016 số sàn, mang biển số Hà Nội một chủ từ đầu đi 12 vạn km. Chiếc xe bên em đang để với mức giá đó là 599 triệu đồng anh chị ạ. Chiếc này là được một anh khách hàng bên em đổi các xe, anh ý lên một chiếc xe đời cao, số tự động nên đã để lại chiếc số sàn này cho bên em. Và đây là nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn. Như chị thấy này, những chi tiết mà chủ cũ hay cầm nắm hay sử dụng đến như là những cái phím bấm phần vô lăng, hay là những chi tiết các núm điều chỉnh điều hòa, anh chị thấy là vẫn không có nhiều chi tiết khấu hao nhiều đâu, nó không bị bóng hay là không bị bạc màu nhiều đâu anh chị ạ. Đấy, với cái khuôn tiền loanh quanh khoảng 600, anh chị mua chiếc xe này về chạy dịch vụ em nghĩ là khá phù hợp. Đây là một chiếc xe vô cùng bền bỉ, bảo dưỡng rẻ và ít hỏng vật anh chị nhá, 599 triệu đồng. Và đứng cạnh là mẫu xe Kia Sorento anh chị ạ, một chiếc xe sản xuất năm 2021 sử dụng động cơ máy xăng 2.5 phiên bản Premium. Chiếc xe này em bán với mức giá đó là 879 triệu. Em mới lên logo mới nhìn cho nó đẹp và thẩm mỹ hơn. Ở phiên bản Premium này thì nó vẫn có hệ thống camera 60 cực kỳ là sắc nét anh chị ạ. Xe ngoại thất bên ngoài đó là màu xanh, phù hợp với anh chị nào mệnh mộc hoặc là anh chị mệnh thủy. Trước là bác chủ cũ của chiếc xe này là mua xe bên em đấy, bác ấy vừa đổi lên Carnival, vì vậy là để lại chiếc xe này cho Trung Tư Auto ạ. Đấy, như anh chị thấy một chiếc xe, chiếc này thì odo đó là 3,5 km, nội thất bên trong ghế da màu kem nhìn rất là sang trọng đúng không ạ. Carnival dòng Sorento máy xăng này thì em thấy đi cực kỳ là êm ái, không gian nội thất bên trong cách âm cũng rất là tốt anh chị nhá. Em bán là 879 triệu, xe nó vẫn có phanh tay điện tử này, cam 360 auto hold đấy, hệ thống cảm biến xung quanh xe, cửa sổ trời toàn cảnh panorama cũng có anh chị nhá. 879 triệu chiếc xe này ạ. Sorento thời gian này thì em cũng về rất là nhiều xe rồi. Hiện tại thì cửa hàng đang có khoảng 6 mẫu xe Kia Sorento từ đời 2019 đến đời 2022. Em có cả máy xăng, có cả máy dầu anh chị nhá. Và bên cạnh là một mẫu xe Honda HR-V em cũng mới về. Chiếc xe mang biển số Đồng Nai anh chị ạ. Bên em lắp tạm cái biển Hà Nội để cho anh em đi chụp ảnh cái. Xe một chủ từ đầu đứng tên cá nhân. Đã lăn bánh 1,5 km và em đang để là 818 triệu. HR-V thiết kế khá là đẹp và trẻ trung đúng không anh chị? Và đây là một chiếc xe em thấy là cũng khá là thể thao nữa. 818 triệu chiếc xe này. Mấy chị quan sát đó là cái không gian nội thất bên trong ạ. Một chiếc xe đi 1,5 thôi nên những chi tiết ghế da của xe cũng còn rất là mới anh chị. Đấy, được độ thêm đó là cái vô lăng carbon. Đấy, cùng với đó là hệ thống màn hình giải trí cũng khá là lớn này, hệ thống điều hòa tự động hết rồi. Có phanh tay điện tử auto hold, rồi là có cả thêm hai chế độ lái nữa. Đấy, trước này thì đã bác chủ cũng dán thêm phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi anh chị ạ. Một chiếc xe thiết kế cực kỳ là thể thao, em nhìn chiếc xe này cũng khá là mê. 818 triệu. Rồi chúng ta hãy tiếp tục di chuyển vào bên trong cửa hàng anh chị nhá. Ở bên trong cửa hàng thì em đang có mẫu xe Toyota Cross sản xuất năm 2021 phiên bản 1.8G. Chiếc này thì em mới điều chỉnh giá xuống còn 669 triệu thôi. Xe mang biển số Bình Dương, đã lăn bánh 4,2 km, đã lên cam 360, rồi là màn hình Android ạ, 669 triệu đồng. Và đây là một chiếc xe em cũng mới về anh chị này, Ford Everest sản xuất năm 2023 phiên bản Titanium một cầu. Xe mang biển thành phố, đã lăn bánh 2 vạn km, em đang để với mức giá hơn 1,2 tỷ. Everest màu trắng nhìn khá là đẹp đúng không ạ? Xe đi 2 vạn km nên dàn lốp tất nhiên rồi, nguyên bản theo xe, dàn lốp đẹp, la răng không bị cháy chém gì cả. Nội thất bên trong màu đen, rất là sang trọng, trang bị công nghệ cực kỳ là nhiều luôn, cách âm cũng rất là tốt.
Còn đây là mẫu xe Ford Explorer sản xuất năm 2016. Chiếc này thì em bán là hơn 800 triệu thôi ạ. Ford Territory hiện tại thì em còn một mẫu xe này thôi. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2023 phiên bản Titanium Mix. Chiếc xe này thì em đang để với mức giá hơn 800 triệu đồng. Kế bên đó là mẫu xe Hyundai Creta, một chiếc xe sản xuất năm 2023 phiên bản đặc biệt. Chiếc xe sử dụng cơ 1.5 mang biển số 36 Thanh Hóa, một chủ từ đầu, đi 1 vạn km và em đang để với mức giá hơn 600 triệu đồng anh chị ạ. Chiếc xe này thì về nó cũng bị xước sát một chút ở phần ba đờ sốc phía trước thì em có cho sơn tỉa lại thôi anh chị. Còn đâu tất cả xe tại trung tâm Auto bên em về vấn đề tai nạn ngập nước là chắc chắn không có anh chị nhá. Anh chị cứ mang đi chiếc test thoải mái. Ở dưới này thì em đang có Ford Everest sản xuất năm 2020 bản Titanium một cầu. Đây là Mazda CX-5 sản xuất năm 2024, một chiếc xe siêu lướt. Nó đã lăn bánh mới có 3.000 km thôi, màu xanh Kawasaki chị ạ, bản Sport. Bản Sport như anh chị thấy này, mặt ca lăng tất cả màu đen. La răng nó cũng màu đen, nhìn rất là thể thao đúng không ạ? Chiếc này thì em bán là 879 triệu. Kế bên là mẫu Kia Sorento, một chiếc xe sử dụng động cơ máy dầu sản xuất năm 2021, em cũng đã lên logo mới rồi. Chiếc này thì em để là 1020 anh chị nhà mình ạ. Chiếc này của em thì lăn bánh 2 vạn 9 km gần 3 vạn. Ở đây thì em đang có Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2021 phiên bản Premium. Chiếc này của em mang biển số tỉnh, đã lăn bánh 2 vạn 8 km, em đang để là hơn 700 triệu đồng. Ở dưới này thì em đang có Toyota Cross sản xuất năm 2022 phiên bản 1.8V, em bán là hơn 700 triệu đồng cho chiếc xe này anh chị ạ. Xe màu đen và nội thất bên trong màu đỏ. Di chuyển xuống phía dưới thì em đang có mẫu Chevrolet Trailblazer, một chiếc xe sản xuất năm 2019, máy dầu số tự động 2 cầu. Chiếc này thì em đang bán là hơn 700 triệu đồng ạ. Anh chị nào cần tìm một chiếc xe máy dầu 2 cầu mạnh mẽ, hệ thống treo tốt, khung gầm chắc chắn thì có thể tham khảo mẫu Chevrolet Trailblazer này của em. Em bán là hơn 700 anh chị nhà mình ơi. Đây là mẫu xe Kia Sorento sản xuất năm 2022, máy xăng 2.5 phiên bản Signature. Em mua ở Vĩnh Phúc anh chị ạ, em bán là 1020. Còn bên cạnh là mẫu Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2022 phiên bản Premium. Chiếc này thì em đang để với mức giá đó là hơn 1 tỷ mốt một chút thôi. Em bán hơn 1 tỷ mốt nhá. Xe đi 3 vạn rưỡi km. Còn đây là mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản Legender sản xuất năm 2020, em bán là 985 triệu đồng. Xe này của em đi 6 vạn km rồi. Mazda CX-5 đời 2022, hiện tại thì em đang có hai mẫu xe, một chiếc màu trắng và một chiếc màu xanh Kawasaki. Chiếc này của em đời đi 2 vạn 8, em đang để là 788 triệu anh chị ạ. Ở dưới này thì em đang có mẫu Toyota Fortuner sản xuất năm 2021, máy dầu số tự động một cầu. Còn đây là mẫu xe Subaru Forester, một chiếc xe sản xuất năm 2020 phiên bản 2.0 i-Style, màu xanh rêu ánh kim, em để là 799 triệu. Kế bên là mẫu Kia Sorento sản xuất năm 2022, máy dầu 2.2 phiên bản Signature 7 ghế, em để là 1079. Nhưng chị thấy Kia Sorento thời gian này em về rất là nhiều xe đúng không ạ? Nếu anh chị nào đang tìm Sorento thì hãy đến ngay trung tâm Auto bên em đi ạ. Bên em rất nhiều xe để cho anh chị lựa chọn. Còn tiếp theo em xin giới thiệu cho anh chị về mẫu xe Mitsubishi Xpander, một chiếc xe sản xuất năm 2022, mang biển số 92 Quảng Nam, đã lăn bánh 4 vạn km và em đang để là hơn 600 triệu đồng anh chị. Và đây là mẫu xe Peugeot 5008 sản xuất năm 2020 bản Euro, một chiếc xe trang bị công nghệ cũng cực kỳ là nhiều, đến từ thương hiệu Pháp, em để là 810 triệu đồng. Ở dưới thì em còn rất nhiều xe nữa, em có CRV, em có Sorento, rồi có cả Hyundai Tucson. Sắp tới thì em sẽ bổ sung thêm những cái mã hàng khác như là Kia Carnival, Hyundai Tucson Form mới, và sẽ về thêm cả những dòng xe bán tải nữa. Toyota Fortuner thì sắp tới em cũng về thêm máy dầu số tự động đời 2018 và 2019, 2020 nữa. Nếu anh chị đang quan tâm những sản phẩm xe gầm cao từ khoảng 500 triệu đến khoảng 1 tỷ rưỡi thì hãy liên hệ với trung tâm Auto bên em nhé. Hoặc là qua trực tiếp cửa hàng em tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, cách bến xe Mỹ Đình chỉ có 1 km di chuyển mà thôi, để xem xe, trải nghiệm thực tế ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại những clip giới thiệu và cập nhật xe tiếp theo.